Chào các bạn, pin dự phòng là một cái phụ kiện có thể nói là hết sức phổ thông đối với người dùng hiện nay. Tuy nhiên thì uh, lựa chọn pin dự phòng loại nào thì nó lại phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của mỗi người khác nhau. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái viên pin dự phòng đến từ hãng Anker. Và thương hiệu Anker là một cái thương hiệu hàng đầu thế giới về sản xuất những cái phụ kiện cho thiết bị di động. Ngoài ra viên pin này thì nó còn có thể sạc được cho những chiếc laptop sử dụng cổng sạc Type C si, cũng như là những cái điện thoại thế hệ mới nhất hiện nay sử dụng các cái công nghệ sạc nhanh phổ thông nhất. Và đương nhiên nó có thể sạc tốt nhất cho các cái thiết bị điện thoại di động mới nhất hiện nay trên thị trường giống như là iPhone 12 rồi các cái điện thoại Android thế hệ mới. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hơn viên pin dự phòng này nhé. và đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành mở hộp cái viên pin dự phòng này để xem xem cái thiết kế cũng như là những cái thông số kỹ thuật của sản phẩm nó sẽ là như thế nào. vâng và như các bạn thấy thì đây là cái chiếc hộp của viên pin dự phòng Anker và các bạn sẽ thấy cái logo Anker ở đây rồi và chúng ta sẽ đi nhìn qua thân một chút thì phía bên này cũng chỉ là cái logo thôi. Ở phía bên này thì các bạn chú ý là sẽ có một cái tem chống giả nhé Thì cái phần tem chống giả này các bạn có thể cào ra lấy cái mã và xác nhận ở trên website của Anker Ở phía sau thì có một số những cái thông tin Ví dụ như các bạn quan tâm thì đây là A1290 này Rồi dung lượng pin ở đây thì chúng ta sẽ có là 25.600mAh Điện áp 3.7V, 9472 w Đó những cái thông số khác thì một chút xíu nữa khi mà mở cái viên pin này ra thì mình sẽ nói rõ hơn. Ok và đơn giản vậy thôi chúng ta sẽ tiến hành mở hộp luôn nhé. Rồi và chúng ta sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có tên của sản phẩm Power Core 3 Elite 26K 60W. Đó. Thôi, cái sách hướng dẫn thì chắc là chả có gì đâu. Mình sẽ bỏ qua, không mở cái này ra nhá Và chúng ta sẽ đi tìm, đây, viên pin đây. Nhưng mà cũng để sang một bên. Xem cái phụ kiện đã, xem nó có gì. Phụ kiện thì chúng ta sẽ có một cái túi vải bằng nỉ để đựng pin. Cầm đi, cầm lại, rất là thuận tiện. Và, và đây là một cái sợi cáp hai đầu USB Type-C. Các bạn có thể sử dụng cái sợi cáp này để chúng ta sạc viên pin dự phòng hoặc là sạc ra thì tùy nhá Và nó sẽ không có củ sạc. Vâng và viên pin của chúng ta đây rồi Thì uh, như các bạn biết đây là một cái viên pin có dung lượng lên tới 25.600mAh Nên cái kích thước phải nói là rất là to Tuy nhiên nếu như các bạn là một người thường xuyên đi công tác hay là đi ra ngoài ấy, Thì những cái viên pin to như thế này rất là quan trọng Và bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn nhé Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy cái logo Anker ở đây rồi Và chúng ta ở đây thì sẽ có cái đèn dung lượng khi mà chúng ta bấm vào thì nó sẽ hiển thị ra đây các bạn sẽ nhìn thấy dung lượng pin nó sẽ thể hiện ở đây. Nếu như full đèn thì chúng ta sẽ là đầy pin và chỉ còn ở đây ví dụ ba cái đèn sáng ấy thì nghĩa là chúng ta chỉ còn khoảng tầm 30%, 40%. Đó. Rồi và ở phía bên trên này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ là một cái lưng bóng nhưng mà nó tạo ra một cái sức phay nhìn trông khá là sang trọng. Nhưng mà Lưng bóng này mình chỉ sợ là nếu như mà các bạn mà dùng không giữ ấy, thì cái chỗ lưng bóng này nó sẽ rất nhanh xước nhé Ở phía bên phần thân này các bạn sẽ có cái nhám, nhựa nhám Nhưng mà sờ vào thì cảm giác rất là thích Và đặc biệt là nó làm bo cong đây Một cái viên pin to nặng cầm hơi này. thô một chút xíu nhưng mà lại không bị cấn tay Và ở đằng sau này thì chúng ta sẽ có một số những cái thông tin về sạc thôi Thì tên thì vẫn là core 3 đi rồi Và 60W cổng sạc, đây tí nữa mình đi tìm cổng sạc ở đây đây rồi mình sẽ nói luôn cái cổng sạc này để các bạn dễ nhìn nhá. Đầu tiên là cái cổng USB-A, đây là hai cái cổng sạc cho các cái thiết bị đời cũ hoặc là những kể cả những cái thiết bị đời mới hiện nay mà sử dụng cái cổng sạc USB-A và hai cái cổng này thì sẽ hỗ trợ cái công nghệ sạc nhanh Quick Charge thoải mái luôn và đặc biệt là các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có cái Power IQ, đó là một cái công nghệ rất là nổi tiếng của Anker. Và ở phía bên này thì các bạn sẽ có cái chân USB Type C. Cái chân này thì nó sẽ giúp cho các bạn là gì? Các bạn có thể sạc cái viên pin này thông qua cái cổng C này và các bạn cũng có thể sử dụng cái cổng C này để sạc ra những cái chiếc laptop hay là những chiếc điện thoại đó. Đây là cái cổng hai chiều nhá. Và tất nhiên cái cổng USB C này thì chúng ta cũng sẽ có cái công nghệ Power IQ 3. Vâng và bây giờ thì mình sẽ đi tới một cái bước nữa, đấy là test cái hiệu năng hoạt động của cái viên pin dự phòng này ở trên những chiếc laptop cũng như là điện thoại di động để xem nó sẽ như thế nào nhé. Vâng và bây giờ thì mình sẽ tiến hành thử sạc cái chiếc Galaxy Note 10 Plus này để xem cái mức độ sạc nó sẽ là như thế nào nhá. Bây giờ thì mình sẽ cắm này. Rồi bây giờ thì ở phía bên cái pin này mình sẽ cắm vào cổng USB-C để xem xem cái hiệu quả nó sẽ đạt được ở mức độ nào. Vâng chúng ta đang có con số đây rồi. Thì như các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta đang có điện áp là 8,97 V, 1,6 A và 14,4 W đấy. Đây là một cái công số kỹ thuật có thể nói là tốt dành cho cái chiếc nốt 10 Plus này. Vì bình thường các bạn mà cắm sạc các củ sạc bình thường ấy thì nó cũng sẽ chỉ tương ứng ở mức độ như vậy thôi. Và trên viên pin dự phòng ấy thì các bạn cần phải hiểu là đa phần ở đây mình nói là đa phần, những cái viên pin dự phòng bình dân khi mà các bạn sạc cho những cái thiết bị như là điện thoại hay là laptop ấy thì công suất nó sẽ thường là yếu hơn một chút so với việc mà chúng ta cắm trực tiếp vào cái củ sạc xị thì với cái Anker cơ này thì như các bạn thấy đây là một cái con số nó cũng tương đương như cắm vào củ sạc xị rồi và tất nhiên một chiếc điện thoại thì chưa nói lên điều gì cả với cái viên pin mà có sức mạnh như thế này thì chúng ta sẽ thử tới một cái chiếc laptop để xem xem cái chiếc laptop thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả như thế nào nhá Bây giờ thì mình sẽ dùng trên laptop. Vâng và bây giờ thì mình đã bắt đầu có con số đây rồi. Thì các bạn sẽ thấy là cái điện áp thì mình đang được là 19,95 V và 2,8 A, 56,2, 56,3 W một cái con số phải nói là cực kỳ mạnh luôn Nếu như các bạn mà sử dụng cái củ sạc xịn của Surface 3 như máy này Thì chắc chắn với các bạn luôn cái mức sạc, cái sức sạc nó cũng chỉ tương tự như vậy thôi Chứ không thể lớn được hơn đâu Và với cái con số này thì các bạn yên tâm Khi mà chúng ta đi công tác, đi chơi xa vân vân Thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc hoàn toàn mạnh cho những cái chiếc laptop cũng như là chiếc điện thoại thế hệ mới Và với cái sức mạnh này thì các bạn yên tâm kể cả việc mà chúng ta vừa làm vừa sạc ấy thì nó vẫn đạt được cái công suất tốt nhất rồi như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn viên pin dự phòng Power Core 3 A1290 đến từ hãng Anker và như các bạn thấy thì đây là một cái viên pin dự phòng phải nói là cực kỳ hữu ích cho những bạn mà thường xuyên đi công tác các bạn chỉ cần sở hữu một viên pin này thôi thì các bạn hoàn toàn yên tâm Những cái chiếc laptop mà sử dụng cái cổng sạc Type-C si là các bạn có thể đáp ứng tốt sạc nhanh hiệu quả Cũng như là những cái điện thoại của các bạn luôn luôn đảm bảo nguồn điện để cho các bạn có thể hoạt động được ngày qua ngày Vì như các bạn đã thấy đây là một cái viên pin có một cái dung lượng rất là lớn Có thể đáp ứng đầy đủ được cái nhu cầu sử dụng của các bạn Ok như vậy video đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại